dịch vụ hỗ trợ tìm nhà và thuê nhà dành cho sinh viên tại Anh của người Việt dành cho người Việt. Thì việc tìm chỗ ở là một trong những cái ưu tiên hàng đầu dành cho các sinh viên hay là những người đang sinh sống tại Anh. Ngoài những cái trang rất là phổ biến như là Accommodation Assurance hoặc là Rightmove.co.uk thì tại Du học Đồng Thịnh cũng có một dịch vụ hỗ trợ tìm nhà và thuê nhà với hơn 3.500 thành viên trong nhóm Facebook và với hơn 1.700 tin đăng ở trên trang web website của bên mình. Và dịch vụ này thì trong 3 đến 5 năm qua bên mình làm hoàn toàn miễn phí, các bạn có thể truy cập tìm kiếm thông tin mà các bạn cần. Ngoài ra thì bên mình ngày hôm nay mình cũng công bố luôn là có mở ra thêm một nhánh dịch vụ, đó là hỗ trợ các bạn liên hệ với chủ nhà xem nhà cho các bạn luôn và chỉ thu phí khi mà các bạn đã tìm được cái chỗ ở ưng ý. Nếu các bạn có thông tin hay là đang muốn tìm nhà cần những thông tin thì hãy liên hệ ngay với tư vấn Du học Đồng Thịnh nhé. Hoặc là nếu các bạn muốn truy cập vào cái nhóm Facebook hoặc là cái website đó thì hãy vào ngay cái đường link tại đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.